Các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ Kissinger tại Paris. Tác giả Lưu Văn Lợi, Nguyễn Anh Vũ. Giọng đọc Hải Yến. Số 4. Cuộc gặp thứ tư, ngày 20 tháng 9. Harriman vừa ở Washington trở lại Paris. Ông ta kể lại việc đã gặp những ai ở Washington và nhận xét rằng bầu cử ở Mỹ đã lôi cuốn sự chú ý của mọi người. Ông ta nói, sau khi bàn chi tiết với các nhân vật chính trị quan trọng ở Mỹ, chúng tôi đã quyết định là cuộc nói chuyện của chúng ta phải mềm dẻo hơn trước. Tôi và Đại sứ Vance đã đi tới kết luận là nếu như cuộc nói chuyện nghiêm chỉnh bắt đầu, thì về phía các ông cũng muốn cuộc nói chuyện đó phải có kết quả, và mỗi bên đều có cho và có nhận được cái gì. Chúng tôi sẽ không thảo luận về tương lai chính trị, về giải pháp chính trị của Nam Việt Nam, nếu không có mặt của Việt Nam Cộng Hòa và sẵn sàng nhận ở phía các ông có đại diện của mặt trận hay của liên minh tham gia. Harriman nhấn mạnh rằng sự thỏa thuận này có thể là một yếu tố quan trọng làm dễ dàng cho việc quyết định chấm dứt ném bom. Xuân Thủy hỏi, hôm trước, ông có nói về hoàn cảnh để chấm dứt ném bom, đó là việc có đi có lại mà chúng tôi không đồng ý. Hôm nay, ông lại đưa vấn đề Việt Nam Cộng Hòa ra. Như thế, ông rút vấn đề hoàn cảnh và thay vào vấn đề Việt Nam Cộng Hòa, hay vẫn giữ hoàn cảnh và thêm vấn đề Việt Nam Cộng Hòa vào? Harriman nói rằng ông ta có nêu hai vấn đề đó, rằng không bao giờ coi việc những người nào ở phía Mỹ tham gia đàm phán hòa bình là một điều kiện. Đây chỉ là một bộ phận của chữ nói chuyện nghiêm chỉnh. Lê Đức Thọ hỏi, một, đây có phải là điều kiện duy nhất phải thỏa thuận trước khi chấm dứt ném bom không? Hai, chỉ khi nào hai bên thỏa thuận được vấn đề đó rồi, các ông mới chấm dứt ném bom, có phải không? Harriman trả lời câu thứ hai trước. Ông ta nói, chúng tôi nghĩ rằng chính phủ chúng tôi không đồng ý chấm dứt ném bom nếu chúng ta không thỏa thuận được vấn đề này. Còn câu thứ nhất, chúng tôi không thể trả lời một cách dứt khoát được. Chúng tôi chỉ được chỉ thị trả lời là nếu thỏa thuận được vấn đề thì có thể là yếu tố quan trọng làm dễ dàng cho việc quyết định chấm dứt ném bom. Xuân Thủy hỏi lại vấn đề khu phi quân sự thì Harriman nói, Tổng thống chúng tôi muốn có một lời cam kết rõ ràng của các ông về vấn đề này. Nhưng chúng tôi có cảm giác là các ông không muốn như vậy. Vì vậy, tôi không muốn nêu lại vấn đề này nữa. Cả Lê Đức Thọ và Xuân Thủy đều nhận xét rằng Đại sứ Harriman mới ở Washington sang cũng không đem đến điều gì mới cả. Harriman phản ứng ngay, không đúng tí nào, rồi nhắc lại tầm quan trọng Mỹ đặt vào việc chính quyền Sài Gòn tham gia. Lê Đức Thọ lại phê phán Mỹ cố bám lấy Thiệu Kỳ, những kẻ không bao giờ nhận nói chuyện với mặt trận, không nhận lập chính phủ liên hiệp thì không giải quyết được vấn đề. Harriman không sa vào tranh luận vấn đề này mà nói, nếu như chính phủ Hoa Kỳ quyết định chấm dứt ném bom không điều kiện, thì Hoa Kỳ có quyền được biết là cuộc nói chuyện nghiêm chỉnh có được tiến hành không. Hoa Kỳ hy vọng là phiên họp đầu tiên sau chấm dứt ném bom, khi vào bàn hội nghị, sẽ có đại diện chính quyền Sài Gòn ở phía Mỹ. Nếu lúc đó phía Việt Nam từ chối không vào họp, thì thành ra là một trò hề. Phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có thể có đại diện của mặt trận. Điều đó là cần thiết cho sự tiến bộ. Xuân Thủy lại phê phán, đó là vấn đề có điều kiện, mà điều kiện lại cao hơn cho việc chấm dứt ném bom.
Lê Đức Thọ hỏi thêm. Đó có phải là điều kiện duy nhất không? Hariman không nói đó là điều kiện, mà chỉ nêu lại là nếu thỏa thuận được vấn đề đó thì đã đi được một bước xa để Tổng thống chúng tôi quyết định chấm dứt ném bom và yêu cầu đoàn Việt Nam xin chỉ thị của chính phủ. Sau khi nghỉ giải lao, trưởng đoàn Mỹ cho rằng hai bên gần đi tới thỏa thuận, rằng ông ta rất mong Việt Nam cho biết bao giờ Việt Nam chấp nhận yêu cầu đó. Ông ta mong có trả lời sớm. Một lần nữa, ông ta bác bỏ điều phía Việt Nam nói rằng yêu cầu đó là có đi có lại. Ông ta cũng cho rằng Hoa Kỳ có quyền muốn để ai tham gia vào phía Mỹ, đó là việc của Hoa Kỳ. Ông ta cho thái độ của phía Việt Nam là một hành động phủ quyết. Khi Xuân Thủy nói lại rằng đó là vấn đề có đi có lại cho việc chấm dứt ném bom, thì vị đại sứ 75 tuổi của Hoa Kỳ không bình tĩnh được nữa. Ông nổi cáu, to tiếng. Tôi xin lỗi phải ngắt lời ông, vì các ông nói là muốn có nói chuyện nghiêm chỉnh, nên chúng tôi nói. Muốn nói chuyện nghiêm chỉnh thì phải có đại diện Việt Nam Cộng Hòa. Tại sao ông lại bác bỏ điều đó? Chính ông đã bác bỏ điều đó. Xuân Thủy sẵn giọng. Tôi nói thẳng để ông biết, ngụy quyền Sài Gòn không phải là đại diện cho nhân dân Việt Nam. Chúng tôi không thừa nhận bọn Thiệu Kỳ, ông biết chưa? Hariman. Ông xuyên tạc tất cả, đây không phải là điều kiện. Nếu các ông muốn chiến tranh thì bom sẽ rơi trên đầu các ông. Xuân Thủy. À, ông muốn ném bom trở lại miền Bắc ư? Chúng tôi sẵn sàng chống lại. Nhân dân chúng tôi đã quen chống lại bọn xâm lược rồi. Chúng tôi đã chiến đấu chống lại các ông hàng chục năm rồi. Ông định đưa chiến tranh ra dọa chúng tôi sao được? Lê Đức Thọ cũng phê phán thêm. Cuối cùng Hariman xin rút câu đó và thanh minh. Chúng tôi chỉ đề nghị các ông xin chỉ thị chính phủ các ông. Chúng tôi muốn các ông hiểu ý định của chúng tôi và không phản đối. Tôi nói thành thật và điều đó là cần thiết. Ông ta nhắc lại đề nghị đó. Lê Đức Thọ nói một câu bâng quơ. Không biết lúc nào có trả lời của chính phủ chúng tôi. Phiên sau, Mỹ muốn họp sớm nhưng chưa định được ngày vì còn chờ ý kiến của Hà Nội. Qua cuộc họp này, rõ ràng Mỹ chỉ còn tập trung vào một vấn đề, sự tham gia của chính quyền Sài Gòn vào giai đoạn 2. Họ muốn đi nhanh. Trong phiên họp công khai thứ 23 ngày 25 tháng 9, Hariman lại đề cập đến vấn đề này. Ngày mùng 2 tháng 10, cũng vào lúc uống trà trong phiên 24, ông ta lại hỏi Xuân Thủy. Xuân Thủy nói, chấm dứt ném bom đi đã, sau đó sẽ bàn các vấn đề thành phần mà các ông nêu ra. Muốn bàn đầu tiên cũng được. Hariman, mục 1 trong chương trình nghị sự. Xuân Thủy, muốn thế cũng được. Hariman, và ngay ngày hôm sau, Xuân Thủy, được, chúng tôi vẫn giữ ý kiến cũ. Trong phiên họp công khai thứ 25, tức một tuần sau, Van mới về Mỹ qua, nói với Xuân Thủy rằng, việc để chính quyền Sài Gòn tham gia sau chấm dứt ném bom là điều nhất thiết phải có, là điều tối cần thiết. Ông nói, mọi cuộc khủng hoảng đều được giải quyết bằng cách hai bên ngồi lại bàn bạc. Tình hình này, tôi không thấy lý do gì lại khác thế. Xuân Thủy nói rằng ở đây không đủ thời gian và hẹn một lúc khác. Hariman mừng rỡ. Tốt lắm. Chương 2. Chấm dứt ném bom, mặc kệ Thiệu. Cuối tháng 9, hoạt động quân sự của ta ở miền Nam đã ngừng lại. Sau một thời gian dài liên tục tấn công vào đô thị, chỗ mạnh của địch, trong điều kiện chúng đã bố phòng, lực lượng ta bị tiêu hao, bổ sung không kịp, tiếp tế khó khăn, phải rút về củng cố. Sự uy hiếp qua khu phi quân sự cũng không còn nữa. Hơn nữa, ta lại để vùng nông thôn sơ hở kéo dài, địch liên tiếp phản kích, tăng cường bình định, làm cho vùng giải phóng bị thu hẹp. Rõ ràng, phía Việt Nam không còn khả năng giành thắng lợi quyết định trong năm 1968 nữa. Chính lúc này,
Mỹ cho rằng Hà Nội đã chuyển từ chiến trường sang bàn hội nghị. L.B. Johnson, Marvel Resident, phiên bản Boucher, Chester Paris, 1972, trang 619. Mặt khác, Hà Nội cũng cho rằng Mỹ không thể thắng ở Việt Nam được và phải đi vào con đường chấm dứt chiến tranh để giải quyết những vấn đề trong chiến lược toàn cầu của họ. Nhưng dù phải kết thúc chiến tranh, Mỹ phải bảo vệ quyền lợi của họ cũng như bảo vệ quyền lợi của bọn tay sai và giữ cho miền Nam Việt Nam vẫn trong phạm vi ảnh hưởng của Mỹ. Đó là điều thống nhất giữa các tập đoàn thống trị Mỹ, giữa Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ, giữa Humphrey và Nixon. Hà Nội cũng thấy rằng khả năng Humphrey trúng cử còn ít, mà Humphrey thất bại, tức là Johnson thất bại, cho nên Johnson phải xuống thang thêm để giúp Humphrey trúng cử và để Johnson được tiếng là Tổng thống vĩ đại của nước Mỹ. Xuất phát từ thực tế chiến trường và nhận định trên, ngày 3 tháng 10, Nguyễn Duy Trinh điện cho đoàn đàm phán của ta ở Paris. Trong tình hình hiện nay, phương hướng của ta là phải biết kéo Mỹ xuống thang để thắng họ, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chính trị của ta. Ta cần lợi dụng đầy đủ chiều hướng chính sách của Mỹ, lợi dụng mâu thuẫn giữa các tập đoàn thống trị Mỹ, khéo vận dụng sách lược ép chính quyền Johnson phải xuống thang thêm một bước quan trọng, chấm dứt đánh phá miền Bắc để có thể tìm lối thoát danh dự ra khỏi chiến tranh. Ép được Mỹ thực hiện được bước xuống thang này là thắng lợi rất có ý nghĩa chiến lược của ta. Thời gian từ nay đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ là thời cơ thuận lợi để ta ép Mỹ xuống thang. Hà Nội chỉ cho đoàn 4 điểm đấu tranh trong nói chuyện với đối phương. 1. Phía Mỹ chấm dứt không điều kiện việc ném bom và mọi hành động chiến tranh khác chống nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và tuyên bố lên điều đó. 2. Phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chấm dứt bắn pháo qua khu phi quân sự, tôn trọng khu phi quân sự. 3. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cho rằng có thể họp một hội nghị 4 bên để bàn về giải pháp chính trị cho vấn đề miền Nam Việt Nam. Nhưng chính quyền Sài Gòn phải công nhận Mặt trận Dân tộc Giải phóng, phải công nhận đường lối hòa bình trung lập, phải có thái độ tích cực đối với việc thành lập chính phủ liên hiệp và phải có thiện chí. 4. Phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sẽ tiếp tục bàn với Mỹ về những vấn đề mà mỗi bên đã hoặc sẽ nêu lên. Trong lập trường này có vấn đề về nguyên tắc, có vấn đề về sách lược, có vấn đề lâu dài có thể để lại giai đoạn 2 của cuộc nói chuyện. Có yêu cầu đúng mức nhưng cũng có những đòi hỏi quá cao và có điểm đã lạc hậu so với diễn biến của cuộc hòa đàm. Vì vậy, theo đề nghị của đoàn ta ở Paris, ngày 8 tháng 10, Hà Nội đồng ý để đoàn tùy tình hình mà đưa ra. Nếu có điều gì chưa cần thì có thể chưa đưa ra, nhưng khẳng định 4 điểm sách lược trên là đúng mức. Hà Nội mở đường. Cuộc gặp riêng ngày 10 tháng 11 diễn ra tại nhà riêng của đoàn Mỹ ở phố Tour, thị trấn Schuylkill. Đây là một ngôi nhà nhỏ ở một nơi vắng vẻ yên tĩnh. Khách có thể từ trên ô tô bước xuống là vào thẳng trong nhà, không ai trông thấy. Chỉ có một điều là không có buồng riêng, nên lúc giải lao cũng như lúc hội đàm đều ở cả trong một phòng. Bắt đầu cuộc gặp gỡ, hai bên trao đổi qua về bài diễn văn hôm qua của Tổng thống Johnson vận động tranh cử cho Humphrey. Sau đó, cố vấn Lê Đức Thọ đi vào thực chất của vấn đề. Bây giờ tôi muốn hỏi hai câu. Một, có phải các ông yêu cầu chính quyền Sài Gòn là một bên tham gia đàm phán và sau khi các ông đã biết rõ trả lời của chúng tôi đối với yêu cầu này thì các ông có chấm dứt ném bom không? 2. Có phải các ông biết trước được như vậy thì như thế chỉ để có lý do để chấm dứt ném bom chứ không phải là điều kiện có đi có lại cho việc chấm dứt ném bom? Phía Mỹ cảm thấy
có điều gì mới rất quan trọng mà họ chờ đợi từ lâu nên yêu cầu nhắc lại. Nghe xong, Hariman không giấu nổi sự vui mừng hiện trên nét mặt, nhưng ông nhường lời cho Vance trả lời vì ông này vừa về Washington và đã gặp ông chủ Nhà Trắng. Vance trả lời câu thứ hai trước, khẳng định rằng đây không phải là điều kiện, không phải yêu cầu có đi có lại, mà chỉ là định nghĩa chữ nói chuyện nghiêm chỉnh thôi. Hariman quay lại hỏi phó đoàn của mình, ông đã được xác định điều này ở Washington chưa? Van trả lời xác nhận rồi và tiếp. Còn về câu hỏi 1, chúng tôi phải báo cáo cho Tổng thống và chính phủ chúng tôi. Rồi ông ta nhắc lại lần nữa rằng Hoa Kỳ không coi việc chính quyền Sài Gòn tham gia đàm phán là điều kiện để chấm dứt ném bom, mà chỉ là để mô tả tình hình làm cho cuộc nói chuyện nghiêm chỉnh có thể tiến hành được và làm cho việc chấm dứt ném bom có thể tiếp tục được. Cả Lê Đức Thọ và Xuân Thủy đều ghi nhận lời tuyên bố trên của Mỹ về chấm dứt ném bom không điều kiện. Ông Thọ nói thêm, nhưng chúng tôi muốn biết là giả sử như chúng tôi tán thành cho chính quyền Sài Gòn là một bên tham gia đàm phán, nhưng rồi các ông không chấm dứt ném bom thì sao? Ví dụ, chúng tôi đồng ý thì các ông có chấm dứt ném bom không? Hariman, tôi chưa được phép trả lời câu đó. Tôi cũng công nhận quan điểm của các ông là không có nói chuyện nghiêm chỉnh nếu không chấm dứt ném bom. Cuộc gặp kéo dài độ một tiếng đồng hồ, Hariman cho rằng lời tuyên bố của ông Thọ là rất bổ ích và đưa món trứng cá ra mời khách, nói rằng món này là của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô Kosygin tặng ông. Một chỉ thị quá khó khăn với Lê Đức Thọ. Suốt buổi chiều hôm đó và cả ngày hôm sau, tất cả cán bộ trong đoàn đàm phán của ta ở Paris phải làm việc vất vả, nhưng tỏ ra vui vẻ thoải mái hơn mọi ngày. Ai cũng thấy rằng triển vọng đàm phán trong giai đoạn đầu đã rõ ràng và rất hứa hẹn. Tuy phía ta chỉ nêu ra câu hỏi, mới dùng các ngôn từ, giả sử, ví dụ, nhưng không riêng gì phía Mỹ và tất cả mọi người ngồi nghe đều thấy rõ là phía ta đã chấp nhận yêu cầu của đối phương. Vấn đề còn lại là thảo luận việc Mỹ chấm dứt ném bom vào lúc nào, hội nghị bốn bên họp lúc nào và các thể thức liên quan đến vấn đề này. Bỗng chiều 13 tháng 10, cố vấn Lê Đức Thọ nhận được chỉ thị của Hà Nội với nội dung 1. Nếu Mỹ chấm dứt ném bom và mọi hành động chiến tranh khác chống nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thì Việt Nam đồng ý họp hội nghị bốn bên, nhưng Mỹ phải nói chuyện với mặt trận và chính quyền Sài Gòn phải thay đổi chính sách. Như vậy mới có hội nghị bốn bên được. Vì vấn đề xâm lược và chống xâm lược ở miền Nam trước hết là giữa Mỹ và mặt trận. Mỹ phải nói chuyện với mặt trận và mặt trận đồng ý họp hội nghị thì mới có hội nghị bốn bên được. 2. Thời gian hội nghị bốn bên phụ thuộc vào việc Mỹ bàn với mặt trận. Đoàn Hà Nội chưa nên bàn với Mỹ về thời gian. Nhận được chỉ thị, Lê Đức Thọ suy nghĩ rất nhiều. Ông đi đi lại lại trong phòng. Bộ trưởng Xuân Thủy và các thành viên trong đoàn từ buổi chiều đã họp để thảo luận việc thi hành chỉ thị này. Đòi Mỹ nói chuyện với mặt trận, đòi chính quyền Sài Gòn phải thay đổi chính sách trước khi họp hội nghị bốn bên là quá cao, không thực hiện được và có nguy cơ làm tan vỡ hội nghị. Nhiều người nêu lên câu hỏi, không hiểu ở nhà căn cứ vào yếu tố nào mà đề ra chủ trương đó. Ta cần đề cao vai trò và vị trí của mặt trận, nhưng trong điều kiện còn trên nửa triệu quân Mỹ cùng với 700.000 quân ngụy và hệ thống chính quyền địch kiểm soát phần lớn miền Nam thì chủ trương đó rõ ràng không phản ánh tương quan lực lượng trên chiến trường. Ngay cả ngụy quyền Sài Gòn cũng không chịu nói chuyện với mặt trận, nữa là Mỹ. Đòi Mỹ nói chuyện với mặt trận như một điều kiện không có không được, rõ ràng là không thực tế. Và cứ theo chỉ thị trên
thì sẽ không lợi dụng được thời cơ như chỉ thị trước, mà còn dồn đối phương vào đường cùng, có thể chúng phải liều lĩnh. Suốt trong đêm đó, đoàn họp rất căng thẳng. Tất cả anh em đều rất băn khoăn. Làm thế nào? Thời gian không còn bao lâu nữa. Nhiều ý kiến đề xuất cách giải quyết. Cần báo cáo hỏa tốc về Hà Nội, vì rõ ràng Hà Nội chưa có đủ thông tin. Nhưng làm sao có thể nói hết được tình hình? Ông đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Và cuối cùng, Lê Đức Thọ đã quyết định về ngay Hà Nội, còn kịp. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.